là ngày lễ tạ ơn thì thường thường các tiệm mà nó hay sale, tức là bán hạ giá đó, nên là dân Mỹ họ xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để được vào tiệm để mua đồ. Thì những cái tiệm mà bán computer, máy vi tính hoặc là bán những cái game trò chơi cho con nít này nọ thì những cái đó là rất là thịnh hành tại Hoa Kỳ. Thì tháng hôm nay là qua ngày Thanksgiving của năm 2008, thì quý vị thấy đây là những người ta xếp hàng sớm, chắc là những người này từ 2-3 giờ sáng xếp hàng ở đây để mua đồ, hàng dài lắm. Are we good deal there? Yeah, huh? Okay, very good. Tôi mới hỏi ông đó là có cái nào mà giá tốt hay không, ông nói giá có, nhiều lắm, tốt lắm. Hàng nó dài, rất là dài. HP is out now. All I have left is a Toshiba and all the computer bundles still. À, ông nói là Đấy, hàng này là dài lắm. Quá trời là dài. Năm nay nó sợ là cái mùa bán hàng là sẽ ảm đạm nên họ gọi là Black Friday. Sao tôi thì tôi không thấy Black Friday đâu hết, cái là thứ sáu đen, thứ sáu ảm đạm, thứ sáu đen, mà tôi không thấy là đen đâu hết. Nhưng mà tôi thấy là dân chúng Mỹ rất là háo hức đi mua hàng, đi mua đồ để được cái giá tốt, cái giá discount đó. Là 100 người đứng xếp hàng, trời ơi, hàng dài quá. Hàng dài mãi tuốt xuống dưới đây vẫn còn. Thêm người tới. Thì tôi tưởng anh mới tới đây. Anh nói không có đâu, anh tới hồi sáng hôm qua. Anh tới sáng hôm qua vậy là mấy giờ? Dạ, qua 9 giờ. 9 giờ sáng hôm qua. Trời đất ơi. Vậy là anh ăn Thanksgiving ở đây luôn hả? Ăn Thanksgiving đây luôn á. Không, nhưng mà tôi thấy anh cũng vậy là anh xem cũng được bạc ngàn trong đó đó. Đó, xem đã những cái list là ngon thì anh nắm hết rồi. Mua mấy món thì cũng ok rồi, trời ơi. Vậy là vui vẻ rồi. Quá trời. Tí nó đúng 6 giờ sáng thì người ta sẽ cho vô trong đây để hốt những cái đồ mà sale quảng cáo.
đây là cái truyền thống của dân Mỹ. Cứ mỗi lần sáng sớm sau ngày Thanksgiving là họ bắt đầu họ sale lớn lắm, chứ không là sale trộm nữa. Đó là cô nói almost sắp sửa rồi. Bây giờ là đúng 6 giờ đó, họ bắt đầu họ mở cửa nè. Là TVcom đó. Ai cũng vui vẻ hết. Vô. Mặt người này đó vô. Ông kia. Này vô. Vô. Đó. Ai cũng vui vẻ hết rồi. Vô đây là được rồi sale rồi. Thế guy. Everybody happy. Oh boy. Everybody happy. The girl is going to get up and look like she got the food. Thì quý vị biết là những cái sale giống vậy, trung bình người ta sẽ save được một cái computer giá, tôi nói ví dụ một cái computer, hệ thống computer giá là $1,000 thì họ sẽ save around 50%, là 50% đó, là save được khoảng chừng $500. Ok, nên thành ra là người ta mua những cái này rất là nhiều. Office Depot. Bữa nãy vào là tối, giờ ra là sáng này.